Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước mình đã khá là lỗ các bạn ơi, vì mình đầu tư hẳn một cái vật tổ trường sinh để triệu hồi Granny. Thế nhưng mà bà ngoại Granny nó thì lại không có cho mình cái gì giá trị hết ngoài một cái chày này nè. Thiệt luôn. Hay da. Thôi thì lỡ có cái chày của bà ngoại Granny thì ok, mình sẽ thử dùng nó coi. Vì mình thấy tốc độ đánh của nó cũng tương đối cao các bạn ơi. Tới 5 chấm mấy lận. Dường như là mình có thể đánh liên tục như vậy nè. Khá là ổn đó chứ. Rồi mình sẽ thử lên đây enchant ha. Coi coi nó sẽ enchant được những gì. Wow. Rồi enchant tương tự cái kiếm các bạn ha. Mình sẽ cho nó full sắc bén luôn. Đây cấp 5. Chầm hỏng để dùng cho nó bền. Rồi bật lùi đi. Cũng như là cái cháy. Đó. Quét cạnh. Ok. Đầu tư luôn. Ok. Enchant một cái. Sửa nó lại luôn nè. Đấy. Bây giờ cái chày của Granny đã lên được 16 sức tấn công rồi. Yeah. Một tí mình sẽ test thử đánh những con quái vật ở trong đây thì nó có mạnh hay không á. Rồi. Còn trong ngày hôm nay thì mình sẽ thử kiểu như làm cái nhiệm vụ mà Tiso giao cho mình ha. Ở tập trước thì Tiso có gợi ý với mình á, là còn một sinh vật cần được kiểu như thanh tẩy ngoài đa ra cư. Đó chính là cái sinh vật mà mình vô tình gặp ở cái vùng núi băng á các bạn. Cái con quái vật băng á. Đây Tiso cũng gợi ý nè. Mình nên tìm kiếm cái biome băng tuyết thì sẽ dễ dàng gặp sinh vật đó hơn. Ok, một thông tin hữu ích nha. Ngoài ra thì bữa giờ mình cũng săn được khá là nhiều những cái dark metal cũng như là da của những con quái vật. Thế nên là bây giờ mình sẽ tiến hành nấu nó lên các bạn ơi. Vì đây là một cái loại khoáng sản cũng tương đối tốt nha. Để mình có thể làm được giáp á. Đây, nấu nó lên ha. Rồi, một lần nấu như vậy thì mình sẽ được một cái foil dark metal. Để xem nào. Cái này thì mình sẽ cần ít nhất là 6 foil để mình tạo ra được một cái dark metal armor plate. Cái này chắc phải đợi hơi lâu á. Ok, mình đã được 6 foil rồi nè. Chế tạo một cái dark metal plate thôi. À. Rồi, có được cái này thì mình cần phải đầu tư thêm một cái nón netherite nữa thì mới tận dụng được. Ơ nhưng mà khoan, hình như mình hết kim cương các bạn ơi. Ơ đây, hên quá, mình còn cái nón ở nhà. Yeah, tách dùm enchant nó ra các bạn ơi. Đó, sau đó thì dục vô cái bàn rèn để tạo thành nón. Ủa, từ từ. Làm phôi netherite chứ. Đây, cho vô ha. Đó, chúng ta sẽ có được mũ netherite. Rồi kết hợp với cái Dark Metal Armor Plate hồi nãy là mình sẽ tạo ra được cái mũ Dark Metal. Lượng giáp thì nó sẽ trâu hơn một xíu nè. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ủa? Ai mới nói cái gì á các bạn ơi? Ê? Ê các bạn có nghe ai nói gì không? Ủa mình đang chế tạo mà ai nói cái gì ấy? Từ 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 từ, check camera mới được. Ê khoan. Ê có biến nha, có biến nha. Ủa ngoài nhà mình đâu có ai đâu. Ê. Ê. Có các bạn ơi. Ủa dân làng đó ở đâu vậy? Ủa. Ủa sao dân làng lại đi lạc nhưng mà khoan. Từ từ. Dân làng này lạ lắm nha. Ê, ê, từ từ từ, mình rớt cái chày. Ui, dân làng thấy ghê. Ôi nào, Herobrine đó, nguyền rủa dân làng, khiến dân làng bị cái miệng bự cho bá lửa vậy. Ê. Kinh dị thiệt. Cũng tại hắn hết. Mình tin chắc là như vậy các bạn ơi. Miền đất ơi. Ban ngày ban mặt. Ủa dưới này có gì không nhở? Mình cắm đuốc rồi nên là chắc không tới nổi các bạn ơi. À mà bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Food cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Ok. Ê sợ nha. Bữa nay còn có vụ dân làng miệng bự ở đây nữa. Yêu. Trời đất. Rồi hồi nãy mình mới chế tạo cái nón bằng dark metal á. Để bây giờ mình sẽ enchant nó lên một tí á các bạn. Để xem
Sau khi anh chan thì nó có tốt hơn cái nón hiện tại của mình hay không? Tại vì mình thấy cái nón mới này có vẻ là ngầu hơn á. Nó, ui giò, mắt đỏ luôn. Dữ dữ nha. Rồi, anh chan luôn coi. Chắc chắn rồi, full bảo vệ và full chầm hỏng luôn. Alright. Rồi, mặc vô. Mới mốt á, mình mà có nhiều những cái dark metal hơn thì mình sẽ làm full set giáp luôn á. Chứ bây giờ thì có vẻ là chưa đủ để làm full set giáp các bạn ơi. Từ từ, mỗi ngày làm một món cũng được. Và chắc chắn rồi, sau khi có giáp mới thì mình sẽ lên đường để chúng ta tiếp tục đi khám phá. Và hơn cả là hôm nay, mình sẽ trở lại cái tháp canh đó các bạn. Ở tập trước mình đã phát hiện một cái tòa tháp canh mà mình chưa có thử canh cái tòa tháp vào ban đêm tí nào cả. Mình bận tranh thủ các thứ rồi mình đi về luôn à, không ở lại đêm nào. Nên là hôm nay mình nhân dịp có cái nón mới, mình sẽ tới đó để chúng ta canh đêm ha. Không biết là có ổn hay không đây. What the hell? Cái gì mới tới thôi mà. Trời ơi, gặp nguyên một cái bộ xương bị bắn thấy sọt luôn các bạn ơi. Đừng nói có đêm nữa nha trời. Chưa chưa, nhốt em ngựa lại. Không thôi mất em ngựa nữa. Mình không muốn như vậy đâu. Rồi, tới đây thì trời cũng chạng vạng rồi các bạn à. Sắp tối rồi đó. Kìa. Thì à, áp lực nha. Không biết là chúng ta có gác đêm thành công hay không nữa. Nhưng mà cố gắng thôi các bạn ơi. Thử coi. Ui da. Cái gì vậy? Bắt cua. Hi. Ở kì. Quá tam bốn bận nha. Hi. À thôi đi. Ok. Cuối cùng cũng lên được cái cầu thang rồi. Ê. Ủa? Ôi mình mới thấy cái con gì ở bên trái các bạn ơi. Ủa hay là mình hoa mắt ta? Ơi mặt trăng bữa nay lạ vậy. Mặt trăng bị che khuất rồi các bạn ơi. Quay 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 quay. Gác đêm như vậy là cũng hơi sợ nha. Ở dưới có chim. Bên kia thì có công trình hơi ghê ghê một xíu. Oh my god. Vậy là trong nhật ký cái người kia viết đúng các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Ôi trời, mình mới nghe tiếng ai cười các bạn ơi. Đờ heo. Ý. Công nhận ở đây mà nhìn qua bên kia mà gặp cái con mà 1.000 mấy máu các bạn. Là sợ thiệt á. What the heck. Ngoài con đó ra thì gần đây còn con khác gì không? Còn có cả Herobrine nữa. Yêu. Ê. Ở dưới này có con gì cơ? Từ 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 từ. Mình phát hiện ở dưới có thêm sinh vật gì nữa các bạn ơi. Ở đâu dưới đó đó. Ủa? Kìa kìa kìa. Trời ơi, nó lấy mấy mấy chụp hình hay gì á. Ê. Lighter. À không, mấy cái người đi đi gác đêm hay sao các bạn ạ? À. Kìa, họ cầm máy ảnh với cả là máy chụp hình. Ủa? Có khi nào họ quay vlog không trời? Nửa đêm đi quay vlog đi bắt quá vậy? Cứ giữ nó rồi. Ui, hết thấy tung tích của họ rồi các bạn ơi. Ê, ê, cô quay vậy, cô quay vậy. Trở lên, trở lên. Ui không. Kẻ sát nhân đã truy đuổi tới đây rồi. Ôi đằng kia còn có đôi mắt phát sáng gì nữa. Stalker face. Ui, con đó con mới hả? Man from the fog. Ủa sao nhiều con nó tụ tập về đây vậy? Hả? Ê, công nhận ở cái tháp canh này ban đêm thấy ghê lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình đứng ở trên này thôi mà mình gặp quá trời sinh vật. Kể cả con Yeti. Nhưng mà tính ra chỗ này an toàn phết. Mặc dù mình đã đứng ở đây rất là lâu nhưng mà không con nào nó tấn công được các bạn à. Được á chứ. Ơi, vậy là mới mốt mình học được cái mẹo rồi các bạn ơi. Để làm được cái nơi an toàn thì mình cần phải có một tòa tháp cao giống như vậy nè. Là siêu cấp an toàn luôn. Trời, ngoài biển cũng có quái vật nữa nha.
Cái gì? Ski Bidi Stalker. Ê, một loại quái vật mới các bạn ơi. Hả? Nó có hình dạng rất là giống cái con K The Weller nha, nhưng mà nó ngồi trong cái toilet các bạn à. Nè đi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Với cái đà này thì Ui, nó lên đây luôn rồi. Con Skibidi Stalker. Ê, một cái nữa. Ui, nhưng mà con này nó khá là thấp máu các bạn ơi. Còn mấy. Ui, ở dưới hình như là linh hồn của người chơi gì kìa. Ghost Player các bạn ơi, hồn ma người chơi á. Eo. Ủa kìa, mình nghe tiếng gì lạ vậy? Hình như đó là tiếng của con Midnight Lurker các bạn ơi. What the heck? Phải cẩn thận nha, có con nó đột nhập lên đây được rồi. Why? Skin Stalker nó ở dưới. Rồi thêm mấy cái bức tượng ở dưới nữa. Kìa nó kìa các bạn. Lấy cây cung ra liền. Từ, cây cung đâu. Ê, ủa. Trời, thức đêm quái xuất hiện nhiều quá, lắc máy luôn hay sao rồi các bạn ơi. Mình không thể mở được cái ba lô mình lên luôn nè. Ôi không. Trời đất. Ê, cô chừng. Lọt xuống dưới là mệt á. Quái vật thì vẫn còn ở dưới. Bên kia cũng xuất hiện thêm nữa rồi. Có vẻ là quá nhiều quái vật các bạn ơi. Mình có nên đi ngủ không? Gác đêm như vậy đủ rồi các bạn. Mình đã hiểu được cảm giác của cái người đã từng gác đêm ở chỗ này rồi đó. Cực kỳ kinh dị luôn. Mình nghĩ là mình nên ngủ các bạn ơi. Đây, đi ngủ. Ok. Mới sáng sớm thôi, Hero Pride đó. Massage, tập thể dục cho mình thôi. What the heck. Thôi. Kết thúc một đêm gác ở cái tòa tháp này rồi các bạn. Hiểu được cảm giác rồi ha. Chắc mình không muốn trải nghiệm lại lần hai đâu. What? Ê. Dân làng miệng bự lại chi đuổi mình. Và phía xa mình còn thấy quái vật Skibidi The Weller nữa. Ồ. Nó kìa các bạn, kìa. Con này nó không làm mình sợ lắm các bạn ơi. Tại vì nó khá là yếu luôn. Mình sẽ lấy cái chạy của bà ngoại Renee mình quýnh nó. Đỡ đi. Ê. Ê. Ê, trả tôi cái chạy. Hay. Rồi. Mình bị cái pho tượng nó ăn trộm cái chạy rồi các bạn ơi. Ơ kìa. Trời đất ơi. Thì cái tình. Hay à. Có đúng một cái chày thôi mà cũng bị ăn trộm nữa. Mới ăn chan luôn. Thiệt tình. Cái chày đó là hàng hiếm đó các bạn à. Phải mất một cái vật tổ mới có đó. Vậy mà bị ăn trộm rồi. Hôm nay có vẻ là không phải là một ngày hên của mình rồi đó. Thiệt luôn. Thôi, ít ra thì bây giờ mình cũng đã tới cái vùng băng tuyết nè. Mình sẽ đi một lúc coi coi mình có gặp cái quái vật vùng băng mà ở tập trước chúng ta từng gặp hay không á. Ủa? Ủa? What? Mình... Ê, mình gặp Daraku ở bên ngoài các bạn ơi. Nè. Chưa có quái vật ở đây. Đi chỗ khác. Cái con này, con tròn này. Hả? Daraku này là Daraku đã được thanh tẩy nè. Ơi, có lẽ nào. Ê, lắc máy à. Ủa, chỗ này hơi lát các bạn ơi. Mình nói chuyện với Daraku được không? Ui, được luôn.
Godzilla, Monkey, Assimiler gì nữa kìa. Ê, ê, What? Quái vật mới các bạn ơi. Ây da. Ui, con khỉ này. Quái vật con khỉ. Ui, nó nhanh quá. Một cái nữa. What the heck? Chưa. Ở trên núi mình còn thấy một cái con Assimiler gì nữa các bạn ơi. Trông nó cũng khá là ghê nha. Mình phải xử hết mấy cái con này trước khi mà mình lại mình nói chuyện với Daraku mới được. Từ. Nó rồi. Kìa. Ủa, đó là con Skin Stone cơ mà. Wow. Ui, nó vẫn như vậy không ơi, nó vẫn rất là nhanh các bạn ơi. Ây, sao bữa nay mà có nhiều cái dân làng miệng bự này vậy? Đi, liên tục luôn á. Đây mình sẽ xử dân làng miệng bự trước. Rồi. Còn con nào nữa không? Ây da, chỉ muốn lại gần để nói chuyện với Ê, từ. Midnight Lurker, thôi kệ nó. Yeti. Thôi, không chơi con đó đâu. Hả? Ui, thêm con gì nữa vậy? Ủa, cái bữa nay là cái ngày gì mà nhiều quá giật vậy? Ui, lắc em luôn rồi. Trời ơi. Vào lại thì. Ôi. Ủa, mình có nhìn nhầm không? Glycaris. Ui, mình đã gặp được cái sinh vật mà lần trước mình vô tình phát hiện ở núi băng các bạn ơi. Ô, đây là ác quỷ ở vùng băng nè. Ê, chưa. Con này đi chỗ khác liền. Trời ơi, sao nó dai vậy? Ui, nó bị phong ấn hay sao á? Mình sẽ thử lại gần coi. Nó 1000 máu lần nha, không phải dễ chơi đâu. Nhưng mà lần đầu thì chắc mình chưa có thanh tẩy được các bạn ạ. Tại vì mình không có một chút thông tin gì về cái loài ác quỷ này hết á. Mà trông khá là ghê nha. Mình sẽ dùng khiên để mình đỡ thôi. Ô, có vẻ được các bạn ơi. Ui, nhưng mà khá trâu nha. Ok, mình sẽ thử săn cái loại ác quỷ này coi. Ây da. Ê, cẩn thận nha. Ê, mình bị đóng băng rồi. Oh no. Sức mạnh của ác quỷ này là làm mình đóng băng. Ui, lạnh quá. Ê. Wow, cực kỳ mạnh luôn. Ui không. Trời ơi, còn gặp tiết lúng nữa. Toan rồi. No. Mình không muốn bỏ mạng ở đây. Chạy lẹ các bạn ơi. What? Cực kỳ mạnh luôn nha. Ui, ác quỷ mới này mạnh lắm các bạn ơi. Chứ không phải đùa đâu. Mình thấy á, còn nhiều khi là mạnh hơn cả Slumbering Omen với cả Daraku á. Tại vì hai là ác quỷ đó, mình còn solo được một lúc cơ. Ôi, đây là tàn tích của trận chiến hồi nãy nè. Miền đất ơi, mình đã nằm một đống ở đó rồi các bạn ạ. Còn ác quỷ băng kia thì cũng đã biến mất rồi ha. Chỉ để lại cho mình một cái tảng băng này để làm tung tích thôi. Ui, ở dưới có một ngôi làng. Được rồi chứ. Ê, nữa lại bị tiết lúng này nữa. Hồi nãy bị tiết lúng này mình mới ngẫm nè. Không thôi là mình chạy được rồi. Cay ghê. Mình sẽ thử ghé làng coi có gì mà mình mượn được hay không á. Nữa. Lại là tiết lúng. Thiệt luôn, ghét ghê chứ. Còn ở đây còn có cái bức tượng đá nữa nè. Ồ. Ủa gì vậy? À. Ôi. Nó ăn trộm cái cây saber của mình rồi. Không. Trời ơi, mình sơ suất là mình sẽ bị nó ăn trộm cái cây saber liền.
Ôi. Mất hai vũ khí liên tiếp luôn rồi đó. Hả? Ôi không. Ê, cung. Ê, mình quên lấy vũ khí này ta. Hình như cái này có thể đánh được mấy con này. Yes. Mình sẽ lấy vũ khí mà Slumbering Omen đưa cho mình. Ê, cái con này nó làm mình lắc máy rồi. Mình ghét con Yeti đó quá các bạn ơi. Ghét cả nó và cái con tượng đá luôn. Ây da, nó làm mình tổn thương tâm lý và vật chất vô cùng nặng nề luôn á. Thôi được, từ từ. Những pho tượng đá đó có ngày mình sẽ đập bể hết. Yên tâm. Mình cái gì chứ, cái thụ giai là mình giỏi lắm các bạn à. Rồi, tặng nhân làng mớ tuyết đó nha. Tôi lấy vài trái táo thôi. Rồi. Ui, mà tính ra cái vũ khí này đánh cũng mạnh phết đó các bạn ơi. Được đó chứ. Xíu mình sẽ dùng nó thường xuyên hơn ha. Mặc dù nó đánh hơi chậm. Chắc đây là cái nhược điểm duy nhất của nó thôi. Chứ còn lại thì mình thấy nó khá là ổn đó. À, trong lúc rảnh rỗi mình có nghiên cứu thêm về cái quái vật ở vùng băng các bạn, thì mình đã biết một cái thông tin mới các bạn ơi. Đó chính là mình sẽ cần có cái hình như cái này thì phải, Empty Soul Canister. Cần có cái đó thì mình mới thanh tẩy được quái vật băng kia ha. Boys, từ từ mình sẽ trở lại vùng băng đó và tìm cách thanh tẩy quái vật cực mạnh đó ha. Còn bây giờ ban ngày thì chắc không có xuất hiện đâu các bạn, nên là mình sẽ tranh thủ mình đi khám phá thêm, xem coi chúng ta có gặp thêm cái dạng công trình gì khác hay không á. Hay tại là bữa giờ mình hiền quá ta, mình có súng mà mình ít dùng nên mấy con quái vật này nó làm lừng nhờ. Quá đáng thiệt sự luôn á. Một tí nữa chắc mình phải nã vài phát để dằn mặt bọn chúng mới được các bạn, chứ hiền quá là bọn chúng ăn hiếp mình liền. Ê, ở dưới nước có công trình gì á? Khoan. Cái dạng công trình hay gặp ở trên đất liền các bạn, chỉ có điều lần này nó nằm ở dưới nước thôi, chứ không có gì đặc biệt ha. Ok. Nữa rồi. Lại vô cánh rừng này nữa rồi. Chui hết là mình nghe tiếng quái vật thứ dữ rồi đó. Trời đất ơi. Nữa rồi. Cái con Skibidi The Weller này nữa. What? Mình chặt một phát muốn hạ được con này luôn nè. Wow. Cái rìu này có skill các bạn ơi. Wow, cái rìu này mạnh như vậy mà bây giờ mình mới tận dụng được. Trời, lọc non các bạn à. Ê, hả, con gì nữa vậy? Ê, con này. Ê, ủa skill đâu? À, hình như cái skill của cái vũ khí này là nó làm cái địch mất máu từ từ các bạn ơi. Được nhá. Ê. Từ mình phải chống lại cái tên này cái đã. Bữa nay là mình giáp lên mít luôn. Đó. Hình như trong cái phạm vi này là bọn chúng sẽ bị nhận sát thương liên tục á các bạn. Coi nè. À được luôn. Ui, nay mình lọc mạnh hơn rồi. Chưa, hồi nãy mình thấy có cái con nào đó. Là nó. Là con Skibidi The Weller tiếp các bạn ơi. À nó luôn. Ê, nó cướp vũ khí. Giảm cướp cây rìu của ta. Con kia. Từ nè, nó chuẩn bị lật nè. Ủa, chưa lật nữa hả? Một nhát nữa. Ok. Đây rồi, let's go. Vũ khí mà Slumbering Omen, hay còn gọi là Tiso, đưa cho mình khá mạnh các bạn ơi. Chưa. Bước vô đây. Khô máu luôn. Ê, tấn công nè. Từ đợi cho nó kích hoạt skill các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình xài bừa đó. Không biết khi nào là nó mới kích hoạt được skill ấy. Nhưng mà không sao, đánh thường như vậy thôi mà nó cũng rất là mạnh rồi. Được thật sự. Ủa cái tiếng gì vậy? Ui, nửa đêm nghe mấy tiếng đó sợ nha. Ôi, rời khỏi chỗ này lẹ các bạn ơi. Ê. Ôi, cái con gì mà nó gặp mình nó chạy, nó không thèm ở lại luôn. Hả?
Mình có nên đuổi theo nó không các bạn? Hay là mình nên chạy? Mình thử đuổi theo thôi. Alo? Ê, ví dụ nó dí mình thì mình còn biết đường mình chạy nha. Chứ mà nó chạy vậy là cũng khó chịu nha. Mình sẽ không biết nó là con gì á các bạn ơi. Phù thủy. Phù thủy hả? Một hit một. Wow. Cái vũ khí này mạnh bá đạo ghê luôn á. What the heck? Đây rồi. Nhờ mình mất hai cái vũ khí kia nên là mình mới lấy cái vũ khí này ra xài các bạn ạ. Cái quần què gì vậy? Trời ơi, đang đêm luôn á. Giật hết cái mình à. Mình không muốn ở trong cánh rừng này nữa đâu. Mình đi xuống hang đi các bạn. Đi đào kim cương đi. Ở trên cánh rừng bị hù ghê quá. Đi đào kim cương chắc sẽ đỡ bị hù hơn á. Ok. Ơi. Lại đây. Lại đây con kia. Lại đây. Búp 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 lên. Trời ơi, đi xuống hang thôi mà cũng bị dí đó các bạn ơi. Bây giờ mình đi đâu mình cũng bị dí hết. Mà giờ có vẻ là mình khá là trâu á các bạn. Mình cảm giác mình cầm cái cây rìu mà Slumbering Omen đưa á. Mấy con quái này nó cũng rén mình một phần á. Nó không còn đánh mình ghê như giống như lúc trước nữa. Wow. Tính ra như vậy cũng hay ta. Ê, kim cương giả. Tại các bạn biết sao, nó không có cái viền á, nên là mình dễ dàng nhận biết lắm. Còn đây là... đường cùng rồi. Ủa? Chưa cùng. Ở dưới này vẫn còn. Còn có rương nữa. Có một cái găng tay gì nè. Ok. Mình có thể đeo găng tay này vô được không? Được luôn. Ngon. Này này, các bạn coi cái skill này. Đó, kiểu như cái dòng đỏ đỏ đó nó sẽ gây sát thương theo thời gian cực kỳ mạnh luôn á. Wow. Ở sao hồi nãy mình đánh cháy thiệt. Rồi, trong này cũng có ít đồ lặt vặt thôi. Ê, hình như bên đây là cái hang to hơn hay sao các bạn ơi. Kim cương. Ê. Nhưng mà cũng có nhiều quái ở đây phết. Ok, lấy kim cương trước tính sao. Được mấy viên đây? 5 viên. Rồi mấy con này là đây. Bước vô đây. Mình quýnh đại thôi các bạn. Mấy con này nó cũng từ từ nó gục nè. Nè. Ảo thật đấy. Wow. Thích nhờ. Ê, nữa lại là cái con skin stalker này. Mình ghét nó quá à. Dùng kỹ năng đặc biệt luôn. Cho nó ngẫm từ từ các bạn. Còn gặp Herobrine nữa. Ok, nó biến mất rồi. Vậy đi. Bỏ không á. À không bỏ. Mình phát hiện hướng bên này nó còn kim cương các bạn ơi. Hả? Con Don. Giỡn như người. Ê, nó. Trời ơi, nó nhảy xuống dung nham nó khô máu với mình luôn. Con này nó nghịch dại thiệt chứ. Để xem, hồi nãy 5 rồi đúng không? Giờ được 9. Ok, là được thêm 4 viên á các bạn. Khá ổn. What? Cái con này, hay The Weller này nó ám mình thiệt các bạn ơi. Ủa lộn, con Skibidi The Weller chứ. Ta sẽ hạ ngươi. Skibidi hả? Quái vật bồn cầu hả? Cho nó tắm nhung nham luôn. Assimilator. Ui lần này nó không chạy nữa các bạn ơi. Có lẽ nào. Quái vật băng. Ui nó dí tới đây luôn rồi. Ui không. Bây giờ mình chưa có cách để đối phó với nó các bạn ơi. Ui nhưng mà có kim cương. Lấy kim cương trước đi. Còn hiện tại mình chưa có cái đồ để giải phong ấn cho nó, nên là mình chưa có thanh tẩy được.
Mình sẽ thử lấy súng bắn coi một phát súng. Hả? Súng không xi nhê. Đồ, đồ. Ui, nó tấn công bằng bắn kìa. Này đi. Cái gì mà mạnh vậy? Ôi, mình có cách nào quay lại lấy kim cương không ta? Thôi, chắc không lấy kim cương được đâu các bạn ơi. Ui. Mấy cái băng này cực kỳ mạnh luôn á. Eo no. Ui, sắp đường cùng rồi. Chạy đi Ripper. Ê, có kim cương. Lê. Ui, thôi xong rồi. Ây da. Ui, nó tới. Không lấy được kim cương rồi. Ừ, may quá, cái đường chơi chật nó không bò qua được các bạn ơi. Ui. Trời ơi, cái con ác quỷ cuối cùng này có vẻ là nó mạnh cực kỳ luôn á. Không dễ dàng mà hạ đâu các bạn ơi. Để coi. Nó không dí theo mình được đúng không? Ừ, chính xác rồi các bạn, nó bị vướng ở đằng kia rồi. Mày thế. Thôi, nhờ chạy trốn đó mình gặp được một cái hang mới các bạn ơi. Ở đây cũng có khá là nhiều kim cương cho mình. Mình sẽ tranh thủ qua đây để chúng ta đào thêm kim cương ha. Hè. Ấy, bị gớt kim cương rồi. Xuống dưới lượm luôn. Kìa, ở đây còn kim cương nữa nè. Rất là nhiều luôn á nha. Cái đằng kia nữa kìa. Thôi kệ, nay ăn hành nhưng mà cày thêm được một ít khoáng sản để chuẩn bị mai mốt nâng cấp full giáp bằng Dark Metal cũng ok hết các bạn. Mình nghĩ chắc cũng đã tới lúc để chúng ta đi lên rồi đó. Chứ ở dưới hang càng lâu thì mình sẽ càng dễ gặp lại những cái con ác quỷ đó. Mà hình như trên đầu mình là dùng băng hay sao á, nên là mới có cái con ác quỷ băng kia nó xuất hiện ấy chứ. Ừ, mình đúng nhỏ luôn. What? Trên đường mình chuẩn bị lên, mình gặp lại con Monkey. À, Định làm gì ta? Mình sẽ tấn công nó. Ở trong đây đi. Từ. Mình hạ con Monkey này trước. Cái con Enritator các bạn ơi. Nó ngoắc ngoắc mình lại nữa kìa. Trời, súng đạn không xi nhê với nó. Ê. Mình sẽ quật nó. Bữa nay mình có vũ khí mới các bạn. Mình sung lắm. Lấy khiên đỡ liên tục nè. Tới số người rồi. Không dùng kỹ năng đặc biệt lên con này được, nhưng mà những nhát chém của mình cực kỳ thốn lên nó luôn. Và nó chuẩn bị hạ rồi nè. Yay. Hôm nay mình đã có thể săn được một vài con lúc trước nó truy đuổi mình rồi các bạn ơi. Lộc sắp mạnh rồi. Nice. Tổng kết lại chuyến đi vừa rồi thì mình đã có thể trải nghiệm một đêm ở cái chỗ tháp canh. Và cảm giác của mình đó chính là rất là sợ luôn các bạn ơi. Kiểu trốn rừng thiên nước độc á, mà đâu ra tự nhiên cả đống quái vật mà mình đứng ở trên mình dòm xuống, đúng sợ luôn á. Ngoài ra thì hôm nay mình cũng đã tận dụng vũ khí mới mà Slumbering Omen lúc trước đã gửi tặng mình ha. Công nhận nó mạnh thiệt. Và đặc biệt là mình đã tìm ra được cái quái vật mà Tiso đề cập á các bạn. Nó xuất hiện ở vùng băng tuyết á. Và sắp tới mình sẽ tìm cách để thanh tẩy nó, để coi có trở về hình dạng dễ thương giống như là Tiso hay không á. Hy vọng là chúng ta có thể làm được. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. À, mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefoot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fort. Bye bye.